Tại thành phố Đà Lạt, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng. Tham dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã công bố quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên. Nhiệm vụ của Hội đồng nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Hội đồng do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, vùng Tây Nguyên có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 gấp 11 lần so với năm 2002. Tốc độ tăng tổng sản phẩm giai đoạn 2002-2020 đạt gần 8% một năm và cao nhất so với các vùng. Tuy nhiên, về thực tế, quy mô kinh tế vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế sẵn có. Thu nhập của người dân vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế xã hội. Chưa địa phương nào trong vùng tự cân đối được ngân sách, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài rất thấp, giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo cận nghèo lớn, nguy cơ tái nghèo còn cao. Đặc biệt, liên kết nội vùng và liên quan vùng chưa chặt chẽ, còn hình thức. Mạng lưới kết cấu hạ tầng vùng, liên vùng thiếu và yếu, nhất là hạ tầng chiến lược như giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Để Tây Nguyên phát triển bền vững, trong giai đoạn 2021-2030, Hội đồng Điều phối tập trung các giải pháp đặc thù về phát triển như tăng cường liên kết vùng để tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới, nhất là vận dụng việc khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí, nguồn nhân lực theo mục tiêu nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó phải kết hợp phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hội nghị nghe các ngành địa phương trình bày các tham luận về giải pháp về ổn định di cư tự do, định canh định cư, giảm nghèo bền vững gắn với bảo đảm các lĩnh vực ngành để phát triển. Vấn đề được các tỉnh Tây Nguyên quan tâm đó là cơ chế đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ gắn với liên kết vùng để phát triển du lịch gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa, môi trường xanh, nông nghiệp xanh và nông nghiệp chế biến. Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, qua gần một năm triển khai nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, đến nay tỉnh đạt được một số chỉ tiêu đề ra như tỷ lệ đô thị hóa đạt 40,5%, hộ nghèo giảm 1%, trong đó đồng bao dân tộc thiểu số giảm 3% hàng năm. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt gần 83%, kinh tế có sự phát triển vượt bậc, quy mô GRDP cuối năm 2022 của tỉnh đạt trên 1.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 7 triệu đồng. Các lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho biết, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của năm tỉnh Tây Nguyên thì rất cần sự quan tâm của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, đặc biệt là vai trò của Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên sớm xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để huy động các nguồn lực cho Tây Nguyên phát triển, nhất là phát triển hạ tầng giao thông để tận dụng, khai thác hết tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy phát triển vùng. Chứ còn bây giờ cái đường 27 sau 50 năm phải nói là quá vất vả. Còn nói rất là thật, nếu bộ các anh chỉ thấy nó khó khăn, tụi tôi rất là chia sẻ. Thì địa phương nào, địa bàn nào có đủ điều kiện làm thì riêng Lâm Đồng là tôi xung phong, tôi làm cái phần qua Lâm Đồng. Đây nói dứt khoát như vậy chứ không có cái vấn đề chứ để một cái nó chia cắt. Thứ hai nữa, nó ảnh hưởng tới giao thông của người dân qua hai mùa mưa nắng. Rồi nó không có thể hiện ưu việt của chế độ, tôi thấy nó không ổn thế nào. Như một cái 27 thôi. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên khẳng định, câu chuyện hôm nay mà hội nghị bàn là vấn đề không mới, sự tồn tại khó khăn có sẵn trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên hôm nay là phải cụ thể hóa mọi công việc, làm gì, làm như thế nào, đặc biệt là phải thể hiện quyết tâm cao nhất, đổi mới tư duy để thực hiện hiệu quả công việc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình Tây Nguyên thời gian qua xảy ra một số vấn đề gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị trên địa bàn. Do đó, cùng với phát triển kinh tế xã hội, các địa phương phải đặc biệt quan tâm, làm tốt việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trao đổi về nhiệm vụ của Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ 3 vấn đề trọng tâm, đề nghị các bộ ngành và 5 tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện trong thời gian tới.
Tôi mong các đồng chí tập trung trước mắt cho ba việc thôi. Chúng ta đừng làm nhiều quá. Việc tập trung này là có cả ý kiến trong việc xây dựng thể chế. Đó là câu chuyện kết nối giao thông. Kết nối giao thông giữa nội bộ 5 tỉnh các đồng chí và với khu vực phụ cận. Và chúng ta sẽ tính toán cái việc nhà đầu tư mong muốn đầu tư cái gì trên địa bàn của mình, chứ không phải cái mong muốn của chúng ta. Nếu có vấn đề gì chưa đồng thuận được thì các đồng chí cố gắng chia sẻ với nhau, cần chúng tôi ngồi giữa với tinh thần là chúng ta lợi ích của khu vực là lớn hơn. Việc thứ ba, mong các đồng chí lưu ý đến chương trình mục tiêu quốc gia. Còn cái việc sinh kế thì chúng ta đã thúc đẩy bằng cái việc đầu tiên là chuẩn bị sửa đổi luật đất đai, đưa một nội dung riêng cho đất cho đồng bào dân tộc vào đây, tạo hành lang pháp lý đầu tiên và cơ bản để chúng ta giải quyết câu chuyện này, với ba mục đích: cấp đất cho đồng bào dân tộc thì phải lâu dài, không thể bán và cũng không thể mua. Anh Hiệp có nói, tôi còn nhớ, ông nào mua lấy lại liền, cán bộ kỹ lưỡng một phát một chỗ. Và cái thứ hai là đất này phải có khả năng sản xuất, tức là nó phải đồng bộ với hạ tầng về sản xuất nông nghiệp. Cái thứ ba là phải dạy cho bà con biết trồng cây gì, nuôi con gì thì mới sống được. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương chú ý đến vấn đề sinh kế người dân gắn với bảo tồn văn hóa và phong tục tập quán lành mạnh của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung triển khai quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Trong quy hoạch, cần lưu ý đến yếu tố biến đổi khí hậu, rừng, đồng thời chú trọng hơn nữa tới chuyển đổi số vì lợi ích chuyển đổi số rất lớn. Nói đến Tây Nguyên thì quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Hạn cuối là 31 tháng 12 năm nay, bằng nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội, các địa phương và các ngành phải trình và phê duyệt xong quy hoạch này. Hiện nay theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, hình như còn 8 địa phương và 12 ngành chưa có. Thì ai chưa xong cố gắng thúc đẩy. Nhưng mà trong quy hoạch này mong các đồng chí lưu ý mấy vấn đề sau đây. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường có nói, thứ nhất là biến đổi khí hậu. Chưa bao giờ nó ảnh hưởng đến mọi người, mọi nhà mà nó nhanh đến như vậy. Cái việc thứ hai đó là các đồng chí phải lưu ý một cái câu chuyện là rừng. Ở đây là chúng tôi đang sửa nghị định 156, rất là quyết liệt về quy trình thủ tục. Và tới đây sẽ đề xuất sửa luật lâm nghiệp nữa. Có mấy việc thế này. Sửa để chuyển cái phân cấp quyết định chuyển mục đích về sử dụng vùng về cho các đồng chí chủ tịch. Đối với các kiến nghị của các địa phương như gỡ vướng đầu tư quốc lộ 27 của Lâm Đồng, vướng mắc đất đai liên quan tới tài nguyên bauxit, khó khăn trong vấn đề dân di cư tự do. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, chia sẻ và sẽ cho rà soát để tìm giải pháp tháo gỡ sớm nhất trên tinh thần vì Tây Nguyên bình yên và phát triển. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung về hoàn thiện quy hoạch vùng Tây Nguyên, đánh giá toàn diện Tây Nguyên để Tây Nguyên cũng như các cơ chế chính sách vùng phát triển. Dự kiến trong tháng 10-11 sẽ tổ chức một hội nghị để thống nhất các nội dung trên. Phấn đấu cuối năm nay có cơ chế đặc thù cho Tây Nguyên, đầu năm 2024 bắt tay triển khai.